Thưa quý vị và các bạn, theo Nghị quyết 30/2013 của Quốc hội và Chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ, trong năm 2013, việc cấp sổ đỏ phải đạt 95% trở lên đối với trường hợp đủ điều kiện và đạt 85% diện tích sử dụng trở lên đối với các loại đất chính. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, vẫn còn nhiều tỉnh, thành phố đạt dưới 85%, trong đó có Nghệ An. Đây là vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm và thực tế việc cấp sổ đỏ cũng còn nhiều vướng mắc. Vì vậy mà chương trình đối thoại với cử tri hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay ông Võ Duy Việt, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để trao đổi về một số vấn đề liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình. Xin kính chào phóng viên Lê Hằng và kính chào quý vị khán giả. Theo đánh giá của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì việc cấp giấy chứng nhận lần đầu cho các đối tượng đang sử dụng đất ở Nghệ An hiện vẫn chậm tiến độ. Vậy theo ông thì nguyên nhân là vì sao và hiện chúng ta có khó khăn vướng mắc gì? Nghệ An chúng ta là một trong 22 tỉnh có tỷ lệ thấp toàn quốc. Có thể nói rằng đó cũng là cái khó khăn lớn nhất. Đòi hỏi là Nghệ An chúng ta phải quyết tâm, có nghĩa là chạy nước rút so với các tỉnh khác thì mới đảm bảo được hoàn thành mục tiêu. Cái khó khăn lớn thứ hai, khác với tỉnh khác, thì chúng ta là một tỉnh rất là đông địa bàn hành chính, thì chúng ta có tới 230 xã chưa được đo đạc. Đồng nghĩa với nội dung này, tức là chúng ta thiếu kinh phí và thiếu cả quỹ thời gian để chúng ta hoàn thành cái việc đó. Cái khó khăn lớn thứ ba là ý thức của một số tổ chức cũng như một số hộ gia đình, cá nhân, nhất là địa bàn miền núi, thì thiếu quan tâm về nội dung này, không hiểu được quyền lợi và nghĩa vụ được luật định. Bên cạnh đó thì nhận thức của một số cán bộ, của một số tổ chức liên quan trong cái quá trình cấp giấy chứng nhận các cấp thì chưa đầy đủ và chưa hoàn toàn có trách nhiệm. Cái khó khăn lớn thứ tư, tức là một số các hướng dẫn dưới luật thì chưa đồng bộ. Và có thể nói là có nội dung chưa phù hợp với luật, như là thu quyền sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân, rồi một số các cái tồn tại, một số các cái tồn đọng, nhất là cái số lượng hồ sơ cấp đất cho hộ gia đình cá nhân trái thẩm quyền tồn tại từ nhiều năm nay mà chúng ta chưa giải quyết được. Ông có thể nói rõ hơn là cái địa bàn nào và cái loại đất nào có nhiều những khó khăn vướng mắc đấy? Chúng ta gặp khó khăn lớn nhất ấy, là cái loại đất lâm nghiệp. Thì tại thời điểm xuất phát của chúng ta chỉ sấp xỉ 50% thôi, mà chúng ta phải phấn đấu rất là dài đến trên 85%. Mà quỹ đất thì lại rất lớn. Quỹ đất lâm nghiệp là một quỹ đất lớn, chiếm tỷ trọng lớn trong quỹ đất của chúng ta. Thứ hai là loại đất chuyên dùng. Loại đất chuyên dùng thì chủ yếu là các cái tổ chức sự nghiệp, các công trình sự nghiệp, các trụ sở cơ quan hành chính. Thì thường những cái loại đất này thì cái sự chi phối và ảnh hưởng đến cái bìa đỏ mà chúng ta hay thường dùng á, thì tính ảnh hưởng ít, cho nên các cái tổ chức sử dụng đất, cá nhân sử dụng đất và kể cả một số bộ phận hộ đồng bào miền núi thì xin thưa với quý vị là ít sự quan tâm. Chúng ta có nhiều huyện miền núi, nhưng mà đặc biệt á, là năm huyện miền núi cao thì rất khó khăn. Trước cái thực trạng như vậy thì ngành đã có cái chỉ đạo và có cái giải pháp như thế nào để đẩy nhanh tiến độ và sớm hoàn thành cái việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh? Một là chúng tôi tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh quán triệt cho các cấp ủy và chính quyền huyện, xã và các cái tổ chức và nhất là các cái ngành liên quan nữa, coi đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, có thể nói là một nhiệm vụ chính trị rất quan trọng cho cấp ủy và chính quyền 2013. Cái nhóm giải pháp chung thứ hai nữa là chúng tôi tham mưu cho ủy ban tỉnh giao chỉ tiêu cho ủy ban nhân dân các huyện, và ủy ban nhân dân các huyện cũng phải giao chỉ tiêu cho ủy ban nhân dân các xã, và coi đó là một cái tiêu chí để đánh giá phân loại của tổ chức và cá nhân vào cuối năm 2013. Nhóm giải pháp thứ ba rất là quan trọng, đó là chúng tôi tham mưu cho cấp thẩm quyền, chủ yếu là ủy ban nhân dân tỉnh, ban hành các cái văn bản cá biệt, rồi một số văn bản quy phạm pháp luật gắn với việc tức là xử lý các vấn đề chuyên môn theo hai nguyên tắc chính. Một là sử dụng và kế thừa các cái số liệu sẵn có
theo chỉ đạo Bộ Tài nguyên Môi trường, như là cả cái loại hồ sơ trước đây, kể cả bản đồ theo chỉ thị 31 trước đây. Và cái quan điểm thứ hai là với tinh thần cải cách hành chính một cách tốt nhất, hai loại đất chính đang còn có tỷ lệ thấp và đối tượng là đất chuyên dùng, thì chúng tôi tập trung cho việc tức là huy động các cái đơn vị sự nghiệp của ngành, cán bộ công chức của ngành, các đơn vị trực thuộc tham gia vào cái việc là chỉ đạo địa bàn, tổ chức hướng dẫn và trực tiếp lập hồ sơ cho những cái tổ chức mà họ không đủ điều kiện để làm và thực hiện việc thẩm định và phê duyệt. Việc thứ hai, đối với các huyện miền núi, chúng tôi phối hợp với một số đơn vị tư vấn tăng cường, đặc biệt là năm huyện miền núi. Thưa ông, vậy đến thời điểm hiện nay thì việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đã đạt cái kết quả như thế nào, và liệu đến hết năm 2013 này thì chúng ta có hoàn thành cái chỉ tiêu mà Quốc hội và Chính phủ yêu cầu không ạ? Thì chúng tôi thì vẫn quyết tâm rất cao, và tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh ấy, là phải thực hiện bằng được cái mục tiêu nghị quyết 30 của Quốc hội. Thế thì đến thời điểm hiện nay, cập nhật đến chính thức ngày hôm qua, thì chúng tôi báo cáo như thế này. Về cơ bản, về loại đất ở đô thị thì chúng tôi đã vượt. Đất ở nông thôn cũng đã vượt trên 85% số diện tích. Đất nông nghiệp thì xin báo cáo quý vị là xấp xỉ 85%. Đất lâm nghiệp thì xin thưa quý vị là chúng ta đã vượt đến 88%. Riêng đất chuyên dùng thì chúng tôi đang tập trung cao độ và dự kiến sẽ hoàn thành vào thời điểm 10 tháng 12 năm 2013. Và nếu chúng ta tổng hợp lại bình quân trên toàn tỉnh thì tại thời điểm 10 tháng 12 năm 2013 thì chúng tôi dự kiến sẽ vượt chỉ tiêu 85%, có nghĩa là hoàn thành vượt chỉ tiêu cơ bản mà nghị quyết Quốc hội đã đề ra. Xin trân trọng cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Xin kính chào và tạm biệt quý vị và các bạn. Chuyên mục Đối thoại với cử tri được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh với Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mọi thắc mắc của cử tri xin gửi về địa chỉ đối thoại với cử tri ntv@gmail.com.